Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26 tháng 2. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, vùng núi thấp nhất 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ,